Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại kênh ô tô tại Đồng Nai. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời cho câu hỏi của một quý khán giả hỏi về kênh của mình, là về cái bộ xử lý khí thải á. Thì anh tính là sẽ tháo cái bộ xử lý khí thải ra và gắn một cái ống bô thường thôi. Sau đó là anh cắt đi, và sau khi mà anh khi nào mà đi đăng kiểm á, thì gắn lại cái bô đó lại để đi đăng kiểm, thì hỏi xem mà có được hay không. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy đây là cái bộ lọc khí thải đã bị hư rồi nhé các bạn, gắn trên một con xe Euro 4 do nó bị tắc nghẽn quá và nó cháy cái giấy lọc bên trong, coi như là vứt bỏ đi, không có xài được nữa, chỉ còn cái lõi bên ngoài mà thôi. Đó, nguyên nhân là do cái muội than nó ra quá nhiều thì không thể nào mà lọc được. Bộ lọc này không thể lọc được và nó gây ra quá nhiệt độ và nó cháy. Đây này các bạn này thấy cái muội than bên trong của cái bộ lọc khí thải này nó quá là dày đặc đi rồi, dẫn đến là nó bộ lọc khí thải chúng ta nó sẽ bị nghẹt. Các bạn có thể thấy đây là cái bộ lọc khí thải, cái lõi của bên trong sau khi mà đã hư rồi thì quét ra thì nó ra được những cái thành phần coi như là cái muội than. Các bạn thấy nó nghẹt ở bên trong đó hoàn toàn rồi và không cách nào mà xử lý được, không cách nào mà vệ sinh được, nên là bắt buộc là phải bỏ cái lõi bên trong thôi, chỉ còn cái vỏ bên ngoài mà thôi. Đây là một bộ xử lý bộ lọc khí thải nha các bạn, bộ xử lý khí thải, bộ xúc tác ba thành phần đó. Thì các bạn như thấy rằng là cái bộ xử lý này thì xài lâu nó sẽ bị nghẹt, xài lâu nó sẽ bị nghẹt và thường á là những người thợ của chúng ta sẽ đục bỏ cái bộ lọc này đi. Thì nó bên trong thì mình bạn có thể xem lại cái video trước của mình, thì mình có làm một cái bộ video mà bên trong ruột của cái bộ xử lý khí thải này nó gồm cái gì, thì mình có làm một video trước, các bạn có thể xem lại. Thì cái này nè các bạn, cái như cái bộ lọc khí thải này, bạn thấy rằng là ngoài cái bộ lọc khí thải ra nó còn có một cái cảm biến sensor, cái đường ống đỏ đó các bạn, nó đi một cái cảm biến đó. Đó chính là cái phương tiện, cái mà bạn không thể làm như cách của anh được, có nghĩa là bạn có thể tháo cái bộ lọc khí thải này ra và bạn gắn một cái bộ lọc và gắn một ống rỗng vào trong đó để các bạn cất cái bộ lọc khí thải này đi, để nó không bị nghẹt á, thì không xài nó không bị nghẹt, cất đi và khi nào đi đăng kiểm mới gắn lại. Thì các bạn phải xử lý được anh kia, cái anh cảm biến kia kìa, đen đen đấy, bạn phải xử lý được nó. Nếu như cái cảm biến này nó báo lỗi đó, do cái bộ lọc này nó không đúng, không phải của nó sẽ báo lỗi, và cái gì, và cái động cơ của các bạn theo như nhà sản xuất người ta ghi trong tài liệu á, thì cái động cơ nó sẽ hiểu rằng là bộ lọc khí thải này nó có vấn đề và nó sẽ lập tức là nó giảm công suất động cơ xuống chỉ còn khoảng 70% thôi. Đó, nên là câu trả lời cho cái vị khán giả rằng là có tháo được cái bộ lọc này ra không, thì xin trả lời là tháo được, nhưng bạn phải xử lý được cái tín hiệu của cái cảm biến kia để làm sao để nó báo về động cơ, động cơ hiểu rằng là cái bộ lọc này nó vẫn hoạt động bình thường. Đó. Còn nếu như mà cái cảm biến kia nó báo về là cái bộ lọc này bất bình thường, hoặc là bạn tháo bỏ cái cảm biến này luôn, thì dĩ nhiên là động cơ nó sẽ hiểu rằng là cái bộ xử lý khí thải này có vấn đề. Đó, nên là nó sẽ lập tức, nó sẽ đưa tốc độ công suất động cơ xuống còn chỉ đạt được tối đa là 70% thôi, có nghĩa là động cơ bạn nó sẽ bị yếu nha các bạn. Đó, các bạn hãy xem theo dõi, đây là một cái dòng nó xài ure, nhưng mà nó không có cái bình ure mà nó phun trực tiếp vào trong cái đường ống khí thải luôn. Đó, nó không có một cái bình thường. Các dòng xe tải nặng thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái hộp vuông vuông á,
vuông vuông hình chữ nhật đó. Trong đó hộp là nó phun ure vào trong đó, nhưng cái dòng xe này thì nó không có. Thì cái đó thì mình sẽ giới thiệu các bạn trong một cái video cụ thể về các cái dòng ure. Nhưng mà ở đây các bạn sẽ thấy nó có một cái cảm biến này đó, cảm biến nó đo cái lượng khí thải ở đầu ra của ống bô này. Các bạn này thấy nó có nguyên một cái bô dài, thấy không, nguyên một cái bô dài như vậy đó. Đây là cái bộ lọc khí thải này các bạn. Thì các bạn không thể tháo cái này ra được, bởi vì bạn có thể tháo được à, bạn có thể ngắt được hết, người ta có thể xử lý được cái khí thải để cho cái ure nó không có nghĩa là tháo bỏ cái bộ ure luôn. Nhưng mà chỉ được một thời gian thôi, được một thời gian tầm vài tháng à, là nó lại báo lỗi lại và động cơ lập tức là yếu liền. Tất cả các hãng họ lập trình đều, họ đều xử lý lập trình là họ sẽ làm cho cái công suất máy của nó bị yếu khi mà cái bộ lọc khí thải nó có vấn đề. Bởi vì một chiếc xe Euro 4 thì các bạn biết rồi, cái vấn đề khí thải nó rất là quan trọng. Nếu như mà cái bạn cố tình bạn bỏ cái bộ lọc khí thải ra đi, bạn không sử dụng nữa, thì tất nhiên là động cơ của bạn nó sẽ yếu đi. Đấy là nhà sản xuất người ta thiết kế như vậy. Tùy hãng các bạn, nhưng mà tùy hãng thường là những cái dòng xe mà đắt tiền ấy, những dòng xe Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cao cấp ấy, thì nó sẽ làm như vậy. Còn những cái dòng xe mà dạng như làm để đối phó cho đạt được cái tiêu chuẩn Euro 4 thì mình thấy rằng cái việc bỏ cảm biến khí thải đi nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng cái này các bạn thấy nó có cái cảm biến này, các bạn bỏ cái bộ lọc khí thải đi thì được, nhưng mà các bạn phải xử lý được cái tín hiệu của cái cảm biến này. Đó. Xử lý làm sao cho nó giống với cái tín hiệu mà cái bộ lọc này, cái cảm biến này nó báo về trên hộp hộp ECU đó. Còn nếu như các bạn xử lý không khéo, cái tín hiệu về nó không khớp với hộp hộp nó nhận biết rằng là cái bộ xử lý khí thải này có vấn đề, lập tức nó sẽ xử lý cái vấn đề cái động cơ bạn nó sẽ lập tức chạy khác liền, và đồng thời nó sẽ báo lỗi. Như vậy thì các bạn cũng vừa mới thấy rằng là mình mới trình bày cho quý vị các bạn chúng ta có thể thay cái bộ lọc khí thải, bộ xúc tác khí thải ba thành phần bằng một cái ống rộng được hay không. Thì mình cũng vừa trả lời cho quý vị các bạn. Và trên thực tế nha các bạn, thì đã có rất là nhiều cái dòng xe là bên mình đã tiến hành là bỏ cái bộ lọc khí thải, có nghĩa là bỏ cái ruột bên trong á, bỏ cái ruột bên trong. Và tuy nhiên là vẫn phải gắn cái đường ống hơi vào, cái đường ống hơi mà cái đường đỏ đỏ như trong video các bạn thấy là nó sẽ nối hai đầu của cái cảm biến vào trong cái bộ lọc khí thải đó. Và cái cảm biến đó các bạn phải sử dụng lại nó nhé, các bạn không bỏ cảm biến đó được đó. Thì trên thực tế rằng là nếu như những cái dòng xe tải Euro 4 mà nó bị lỗi cái bộ lọc khí thải đó, hoặc là cái con sensor đó bạn, cái con cục đen đen đó, đó mà nó bị hư, nó bị lỗi, thì cái xe của bạn chắc chắn một điều là nó sẽ chạy yếu. Nhưng các bạn có cảm nhận được hay không đó là một chuyện khác, nhưng thực tế là nó sẽ yếu. Đơn giản bằng việc là khi mà các bạn chất hàng khoảng 100-150% của tải á, thì các bạn mới thấy được. Và các bạn phải đạp ga nhiều hơn, đồng thời là khói đen nó sẽ ra, khói đen nó sẽ nhiều hơn cái lúc mà chưa bị hư cái bộ lọc, bộ xúc tác khí thải đó, có vấn đề về bộ lọc khí thải đó nha các bạn. Thì các bạn có thể gỡ cái bộ lọc đó ra, nhưng các bạn phải đảm bảo được là cái cảm biến đó nó vẫn hoạt động bình thường, vẫn bình thường. Mình không nói là không thay thế được cái bộ lọc khí thải đó bằng một cái ống khác, nhưng bạn phải làm sao cái cảm biến đó nó hoạt động một cách bình thường là được nha các bạn. Còn nếu như các bạn bỏ luôn cả cảm biến đó thì chắc chắn cái xe của bạn sẽ bị yếu, và bạn chỉ có thể chở non tải chứ bạn không thể chở quá tải được, bởi vì xe nó yếu, nó chỉ còn khoảng 70-80% tải mà thôi. Theo các cái nhà sản xuất thì có một số dòng xe họ sẽ lập trình một cái thời gian ngắn khoảng 7-10 ngày thì xe nó giới hạn được 70% công suất. Tuy nhiên nếu như các bạn tiếp tục không xử lý cái vấn đề cái bộ lọc khí thải đó cho nó
không xử lý, không sửa chữa thì khả năng là xe nó sẽ không cho, nó sẽ đưa về ga cầm chừng. Thì cái đấy là mình đọc trong tài liệu thôi, còn thực tế thì mình chưa gặp cái xe nào hết. Còn thực tế hiện nay các cái dòng xe hiện nay như các cái dòng xe Hyundai này, các cái dòng xe Trung Quốc này, là nó khi mà các bạn bỏ cái lọc bộ lọc khí thải đó đi á, thì cái xe hoặc là bộ lọc khí thải nó bị lỗi á, thì cái xe của bạn nó sẽ chỉ chạy khoảng 80% công suất thôi. Đó là hiện thực thực tế. Các bạn có thể thấy cái điều đó rõ bằng khi các bạn đạp ga thì khói nó sẽ ra nhiều hơn mọi khi, khói đen á các bạn. Thì như vậy thì mình qua cái video này mình cũng muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái bộ lọc khí thải đó, thì các bạn tốt nhất là các bạn nên nên vệ sinh nó một cách thường xuyên, thì như vậy thì nó sẽ nâng cao được tuổi thọ của bộ lọc khí thải đó, nó tránh ra cái tình trạng tắc bộ lọc khí thải, tắc nghẽn. Tuy nhiên thì đương nhiên rồi, cái gì xài thì nó cũng phải có tuổi thọ chứ không thể xài vĩnh viễn được, nên là cái bộ lọc khí thải đó giả sử như nếu như các bạn không vệ sinh thường xuyên thì các bạn xài đến khoảng 50.000 đến 70.000 tùy thuộc vào cái xe của bạn nữa. Cái xe bạn nếu mà nó giống như, ví dụ như là các dòng xe Ben thì thường á là cái cường độ làm việc của động cơ nó rất là lớn, khác với dòng xe tải thì cái bộ lọc khí thải nó chỉ tầm đến 50.000 cây là nó bắt đầu nó có vấn đề rồi. Còn đối với các dòng xe tải thì nó có thể từ 80 đến 100.000 cây. Như các nhà sản xuất thì người ta khuyến cáo là các bạn 80.000 cây thì các bạn nên thay cái bộ lọc khí thải đó, cái bộ lọc khí thải đó. Còn nếu như các bạn vệ sinh thường xuyên thì mình nghĩ rằng nó có thể sử dụng được đến trên 100.000 cây số. 100.000 cây số thì cái xe của bạn coi như là nó cũng, nếu mà các bạn mà có hàng nguồn hàng đều đặn và cái lợi nhuận cao thì mình nghĩ rằng 100.000 cây số để các bạn thay một cái bộ lọc khí thải đó thì nó không phải là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên là các bạn cần phải biết, đúng không? Các bạn cần phải biết rằng là cái xe của mình thì 100.000 cây mình phải thay cái bộ lọc khí thải đó đó. Chứ một số khách hàng thì không biết cái điều này, mua xe về sử dụng nhưng không biết, thì các bạn cứ chạy chạy đến lúc nó hư, hoặc là các bạn mua lại cái xe cũ thì các bạn cũng không biết điều này, cái xe nó đã chạy được 70.000 cây rồi thì đến lúc bạn chạy đến 100 đến 120.000, ủa sao xe mới mua được mấy tháng lại bị hư cái bộ này tắc cái bộ kia, thì các bạn đâu có biết đâu, bởi vì các bạn không được trang bị kiến thức. Thì thực tế là cái vấn đề đó đâu có phải là gì là xa lạ đâu, chẳng qua bạn không được trang bị kiến thức. Thì mình đoán là ở môi trường Việt Nam chúng ta chỉ tầm 100.000 cây thôi là các bạn phải thay cái bộ, bởi vì nó tắc thì các bạn thứ nhất là đạp ga không ngọt này, thứ hai nữa là cái xe nó yếu này, cái thứ ba nữa là nhiều khi nó yếu quá chạy không được luôn á. Có trường hợp là xe đạp nó không lên, nó không yên ga, nó chỉ tầm ngàn mấy 2.000 vòng tua là nó quay đầu thôi. Như vậy thì các bạn đâu chạy được, thì bắt buộc các bạn phải xử lý cái bộ lọc khí thải đó đó nha các bạn. Vậy thì có cách nào để chúng ta nâng cao cái tuổi thọ của bộ lọc khí thải cũng như là tránh các cái trường hợp gặp phải đối với cái vấn đề bộ lọc khí thải đó? Thì hiện nay á, trên thị trường thì hình như mình thấy chỉ có sản phẩm này thôi là nó vệ sinh được cái bộ lọc khí thải mà không quá cầu kỳ, không cần phải bạn phải tháo gỡ gì hết đó. Cái chai D12 này thì như các bạn biết mình hay giới thiệu cái chai này bởi vì mình thấy nó có rất nhiều tác dụng và nó thực sự hiệu quả thì mình mới giới thiệu. Thì cái trong cái chai này nó có cái chức năng gọi là vệ sinh cái bộ lọc khí thải đó, là DBF và SCR. DBF là bộ lọc khí thải mà các bạn hay gắn ở trên cái các cái dòng xe nhỏ dưới 9 tấn, dòng xe tải á. Còn SCR là bộ lọc khí thải sử dụng cái hệ thống phun ure đó các bạn. Đó là nó cái chai này, cái dung dịch này nó vệ sinh được cái bộ lọc khí thải đó, bộ lọc khí thải của chúng ta. Đồng thời cái chai này nó còn có, nó là 5 trong 1 bạn, nó có 5 chức năng lận. Ngoài ra nó còn có vệ sinh cái nguồn dầu và vệ sinh cái kim phun. Nguồn dầu, cái dầu của bạn sử dụng với cái kim phun cũng là một nguyên nhân gây tắc cái bộ lọc khí thải, bởi vì cái kim phun khi mà nó đã bị nghẹt rồi đó thì cái nhiên liệu nó phun ra nó không còn tơi nữa, dẫn đến là nó tạo ra cái lượng khói đen rất là lớn. Lâu ngày thì khói đen nó sẽ gây tắc cái bộ lọc khí thải. Các bạn, như các bạn xem ở đầu video đó, đó là
cái nguyên nhân là do kim phun nó phun nhiều quá các bạn. Các bạn sẽ thấy cái bộ lọc khí thải nó bị muội than rất là nhiều, là cái xe đó mới chạy được có 10.000 cây số là nó đã bị tắt bộ lọc khí thải rồi đó. Rồi ngoài ra nó còn vệ sinh cái van EGR. EGR cũng là do nguyên nhân là do cái khói đen á, lâu ngày nó bám vào cái van EGR, nó gây nghẹt cái van EGR, và cái van EGR nó sẽ bị cứng lại, thì nó cũng sẽ báo lỗi động cơ, và cái xe chúng ta nó sẽ cũng sẽ bị báo lỗi. Và có những cái xe khi mà bị lỗi hệ thống EGR, bị van EGR bị nghẹt á, thì nó sẽ làm cho cái xe của chúng ta nó có nghĩa đạp nó không nguyên ga. Có một số dòng xe nó bị như vậy nha các bạn. Thì cái dòng D12 này là sản phẩm nhập trực tiếp từ Đức và được ô tô tại Đồng Nai của chúng tôi cung cấp trên thị trường. Thì các bạn nào muốn liên hệ thì mình có số điện thoại mình để ở trên cái tựa đề của video, thì các bạn có thể liên hệ mình để sử dụng cái sản phẩm này. Đảm bảo các bạn sản phẩm này xài rất là tốt, rất là sạch, bởi vì mình có thử nghiệm rồi. Các cái muội than là khi mà đổ D12 này vào thì nó sẽ bốc, nó sẽ khử hoàn toàn cái muội than đi và làm cho cái đường ống khí thải của chúng ta nó thông thoáng, thì nó không bị nghẹt và nó nâng tuổi thọ của cái bộ lọc khí thải chúng ta lên. Đó các bạn. Rồi, thì video ngày hôm nay mình cũng chia sẻ với quý vị các bạn là chúng ta có thể thay cái bộ lọc khí thải ra và chúng ta sử dụng một cái ống rỗng, một cái bầu khí thải khác được hay không, và các bạn nên làm gì để nâng cao tuổi thọ của cái bộ xử lý khí thải, bộ xúc tác khí thải nha các bạn. Rồi xin kính chào và gặp lại quý vị trong những video lần sau.